mọi người đừng lo, chắc chắn sẽ tới mà. Người ta cũng biết hắn có phải thiệt hay giả không hả? Cái chính người giả làm đồng phương bất bại, là muốn dùng hắn ra. Người đợi hắn lâu rồi hả? Báo cáo đồng phương giáo chủ, chúng tôi đã xem khắp bốn phía rồi, nhưng mà vẫn không biết tiếng tiêu này truyền ra từ nơi nào. Trước nay chỉ có hắn gặp người, không có ai có thể kiếm được hắn đâu. Kéo nguy hiệu Nguyên Nhân Giáo lên để mà đón tiếp Quý Tân. Rốt cuộc kiếp đã chờ đợi được giáo chủ trở về. Tuyết Thiên Tầm, đã lâu rồi không có được giáo chủ kêu tên của thiếp. Ta đến đây không phải là để kiếm người. Vì giáo chủ đến đây làm gì? Ta đến đây để chôn vùi tất cả. Người phải quên đồng phương bất bại đi. Thiên đụng nhầm đá ngầm rồi. Đại nhân à, lao môn quỳ bể rồi. Lên đi. Coi chuyện đồng phương bại, phá hoại thiên. Đi. Cẩn thận nha. Đừng để pháo vào. Nổ đại pháo đi. Trở lại cho ngươi. Giáo chủ, Cố Trường Phong, ta đã giết vô số kẻ nào mạo xưng ta. Đồng phương bất bại, người lúc nào đứng cao hơn người. Đây là những quỷ thần giáo, người đừng giết người nữa. Ta sẽ không giết người, tại vì người ngó thấy ta tái xuất giang hồ, ta để cho người xem ta sát lục giang hồ. Đồng phương giáo chủ, tiện thiếp nhận lỗi. Thiếp cỡ gan mạo danh của giáo chủ, chủ trì giáo vụ, mục đích chính là chờ đêm nay giáo chủ trở về, tái trưởng quyền nhật người thần giáo, tái khởi phong dân. Tất cả hãy quỳ xuống. Ta kêu tất cả các người hãy quỳ xuống. Giáo chủ mới là đích thị đồng phương bất bại đó. Tuyết Thiên Tầm, thời gian đã qua không cầm lại được đâu, hãy để cho nó trôi qua. Giáo chủ, thiếp không để cho giáo chủ rời khỏi thiếp nữa đâu. Ta là một đại ma đầu, đường ta chỉ một mình ta đi. Cho dù là giáo chủ đi đến đâu, thiếp cũng đi theo giáo chủ. Còn muốn đi theo ta? Nếu muốn theo ta thì ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Dừng tay. Đồng phương bại, ngươi còn muốn gì nữa? Muốn mở gì tới ngươi? Thật xứng danh là người của đồng phương bất bại ta. Coi cái chết nhẹ như không. Chết thì đâu có đáng sợ, nếu cứ cô độc sống như vậy mới là đau khổ nhất. Được, để ta giữ phế nhân như người lại, để cho người đau khổ mãi mãi.
ta sẽ làm thương hại người quan tâm ngươi. Ta không cần ai quan tâm đến ta, ta chỉ muốn các người thù hận cái tên này. Tất cả quỳ xuống, người này mới thật là Đông Phương giáo chủ. Nhất quyết thần giáo, nhất thành võ đức, nhất thống giang hồ, Đông Phương dân chúa muôn năm muôn năm. Đông Phương bất bại, Nhất Nguyệt thần giáo, ai muốn ta tái xuất hiện, các ngươi hãy nghe đây, lịch sử có thể sửa đổi lại. Đông Phương bất bại quả thật đáng sợ. Cái hạo kiếp này sẽ mở màn từ trên chiếc thuyền này, rồi sẽ lan tràn cả trong giang hồ. Tuyết Thiên Tâm, Tuyết Thiên Tâm, huynh sẽ cứu muội. Chỉ có Đông Phương bất bại mới có thể cứu được muội. Tuyết Thiên Tâm, hãy mau trở về bên cạnh ta. Giáo chủ, Tuyết Thiên Tâm, muội làm như vậy đáng hay sao? Muội đã chờ đợi được giây phút này. Muội biết là giáo chủ đến đây vì muội. Cổ Trường Phong, hãy buông cổ ra. Trường Phong, trả Tuyết Thiên Tâm lại cho ta. Ta không trả cho ngươi đâu. Ngươi cứu con, quay đi. Đông Phương bất bại, ngươi độc dài độc lãng, ta sẽ bắt theo ta chứ. Không được đi. Tuyết Thiên Tâm, dù có đến chân trời góc biển nào, ta cũng đem ngươi trở về. Đáng tiếc, những lời hắn nói ra muội lại không nghe được. Nếu nghe được chắc muội vui lắm. Trả lại cho ta. Đâu phải bất bại, dù người nói sao đi chăng nữa cũng vô dụng, còn không nghe được nữa. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ngươi không bao giờ tính gì bất cứ người nào. Bây giờ ngươi thực hiện rồi, ngươi không còn ai nữa đâu. Đông Phương bất bại, ngươi thường nói
Ngươi phải tìm lại bản thân ngươi. Tất cả những gì ngươi làm được hay không được là bản thân của ngươi đó. Không cần ngươi nói tao cũng biết. Rất tiếc là cứ đền bù những gì đã mất. Cái gì ngươi được ngươi lại không biết thương tiếc. Ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không được những gì ngươi muốn. Được, ta cũng phải trở về bên cạnh nó. Trí Thiên Tầm, chúng ta hãy bắt đầu trở lại nữa đi. Đông Phương Bất Bại.